Để trở lại với làn điệu vọng cổ thì Nguyễn Hoàng xin gửi đến một trích đoạn cải lương cũng rất nổi tiếng của nhạc sĩ nhân dân Diễn Châu, được mang tên Hà Mạc Tử. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Trăng nằm yên trên cành liễu đời chờ. Ai mua trăng, tôi bán trăng cho. Chẳng bán tình duyên ước đâu hai đứa mình phải xa nhau. Lối nhỏ đường xưa giấc mơ nay đã tàn phai ý thơ. Thương trời quy nhân nhạt nhòa. Từ đây trong gió lời thảm thương buồn. Hồn thơ anh sẽ chung ánh trắng lấy máu và chung ánh thơ đau thương anh lắm cầm ơi đau thương anh lắm người ơi. Mong vì cuộc đời anh đã mang nhiều cay đắng nên chẳng dám chở tình ai cho nặng gánh phiêu bao. Rồi đây ai sẽ thay anh làm thơ ca tụng nhắc nhớ tình mình qua mấy mùa trăng. Trăng không còn là trăng của tình duyên mà trăng treo chơi vơi trên cành liễu rủ phiền thấm lạnh vào hồn từng giọt sương đêm ướt đẫm bờ vai của người bạn. Hoặc là họ sẽ đưa anh đi thật xa để ôm ấp một mảnh tình mà không có người lui tới. Thì mong cảm ơn đây là giây phút cuối hai tiếng từ ly mình dính biệt nhau rồi.
cảm ơn thành phố Thanh Thương của một người anh rất là nhiều, cũng như chẳng những chàng pháo tay của đại gia đình để khích lệ tinh thần. Cảm ơn nhiều. Mong cầm ơi lầu ông hoàng đêm nay trăng sáng qua dạch đá hiu bờ xuân phủ kính đôi cao, gặp lại lần này rồi có còn gặp nữa hay chăng, hay duyên sơ ngộ như bèo trôi chài, có lẽ rồi đây đường xa lạ ta chỉ còn gặp nhau trở về chắc cứ đôi chồng, bởi lỡ một lần đùa giỡn với tình yêu tôi sợ lắm khi mối tình đầu tan vỡ, ta như cách nhau cuối đời bạn đợi lúc đêm về mà có tiếng kêu. Dạ cảm ơn nhiều, cảm ơn gia đình, cảm ơn. Dạ.